Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một trong những cái hiệu ứng rất là hay trong cái vấn đề về tech để design của các bạn để làm về thiết kế điều hành. Để muốn làm được cái tech này thì hôm nay tôi sẽ ví dụ cho các bạn một cái trường hợp mà khi mà chúng ta chọn một cái viền, ví dụ tôi đang chọn màu đen và tôi rất là muốn chọn một cái màu viền tên là số 8. Và cái viền này thì các bạn có thể chọn cho mình một cái giá trị, đó là có thể là chọn màu hồng nhé các bạn nhớ nhé. Và sau khi chọn màu hồng xong thì chúng ta sẽ dùng lệnh là Ctrl T để chúng ta biết rằng là đây là co giãn giữa các ký tự với nhau. Đây ạ. Và cái ký tự này thì các bạn nhớ một điều rằng là khi tôi sổ xuống thì tôi có thể chọn âm thì nó sẽ sát nhau lại. Ví dụ chọn 100 nha. Và tôi giữ phím An thì tôi sẽ đẩy sang phải nha. Thì tự nhiên cái chữ nó sẽ bị làm sao? Nó không được xếp một cách theo đúng thứ tự. Ok, để muốn làm được xếp theo đúng thứ tự này, ví dụ tôi muốn là chữ O thì trên chữ là chữ N, hoặc là chữ R trên chữ O, chữ E trên chữ R, và chữ M thì trên chữ E. Ok, để muốn làm được điều này thì lúc này chúng ta sẽ bỏ cái vị trí là mất điểm đi và bắt đầu tôi sẽ làm cho các bạn xem nhá. Nào các bạn nhìn vào đây. Để muốn làm được điều đó thì bước 1 là chúng ta sẽ chọn vào Appearance. Bước 2 là các bạn sẽ chọn vào Add New Fill cho mình là tạo ra một cái nước mảng ở phần phía trên, và lúc này nó gồm có hai phần. Phần thứ nhất là phần fill là phần màu, phần thứ hai là phần stroke, thì tôi sẽ chọn vào phần stroke. Trong phần stroke này thì tôi sẽ chọn một cái hiệu ứng rất là hay cho các bạn, đó là tôi chọn vào biểu tượng là Epic và tôi chọn vào Pathfinder và tôi chọn vào Chim. Thì với cái giá trị này thì tự khắc là cái đối tượng chúng ta sẽ xếp lớp cho chúng ta. Và lúc này thì tôi sổ xuống và tôi chọn cho nó một cái màu như sau, tôi chọn chọn vào số 9. Ok, và lúc này sau khi đã làm xong thì lúc này chúng ta có thể được quyền chọn vào đối tượng và chúng ta chọn vào Ctrl T. Và các bạn có thể làm cho nó âm đi, ví dụ âm như này, được chưa? Và tất nhiên chúng ta có thể tương ứng với giá trị đó là gì? Chúng ta giữ phím An và chúng ta đẩy sang phải, sang trái. Thì các bạn sẽ nhìn thấy chữ O tôi là trên chữ N, chữ R thì trên chữ O, chữ E thì trên chữ R và chữ M thì trên chữ E. Ok, đây là một trong những hiệu ứng và tất nhiên là khi mà các bạn làm những cái biểu tượng như này thì các bạn vẫn có thể được quyền sử dụng hoàn toàn về text. Và cái text đó là cái text số số 7 của các bạn. Bạn có thể tích vào biểu tượng chữ O và cái này thì nó sẽ có độ xoay. Và tiếp theo là bạn có thể dịch chuyển vị trí. Ok, chúng ta chọn R, chúng ta xoay đây và chúng ta sẽ đặt vào đây. Có nghĩa là chúng ta sẽ design về cái text của chúng ta nó sẽ hợp lý và theo cái cách mà các bạn mong muốn. Ok, tôi sẽ chọn vào đây và tôi sẽ đặt vào đây. Tất nhiên là đè nhau nhé, các bạn nhớ nhé. Ok, tôi sẽ chọn vào đây và tôi sẽ bắt đầu, tôi sẽ kéo này. Ok, và lúc này thì tôi sẽ cầm này, tôi kéo qua đây. Đây là cái hiệu ứng mà tôi đã tạo ra một cái phiên bản. Một cái chữ N thì tôi sẽ xoay ra theo chiều này. Và tôi nuôi vào trong một tí nữa. Chữ O thì tôi sẽ đẩy vào trong. Được chưa? Ok, sau khi đã làm xong thì các bạn tích vào đây cho tôi. Nên lúc này chúng ta đã tạo ra một cái hiệu ứng về chữ trông rất là đẹp mắt. Hy vọng rằng cái này nó sẽ hay, cái này hữu ích cho các bạn. Các bạn đăng ký kênh Design Z của mình và ấn vào nút rung chuông để không bỏ lỡ cho video clip cho mình sau thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn và chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn trong công việc. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn nha. Yeah.